Khoảng 2 năm nay, người dân sống xung quanh kho thanh long của công ty nông sản Rạng Đông, xã Phú Nghĩa Trị, huyện Châu Thành kêu cứu vì kho này xả tràn nước thải ra ngoài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và nguy cơ gây ô nhiễm giếng nước tập thể của bà con trong khu vực. Mưa là xả, trời nắng thì ít bữa xả. Xả là xả ban đêm thôi chứ không có xả ban ngày. Chiều nó xả thì nó bơm vô chỗ trước sân nó. Bơm trước sân nó xong xuôi rồi để cho chảy. Chảy đâu chảy? Bây giờ cây cối nó chết nè, nước nó bệnh, cá nó chết, trời nắng á, nó xả qua chịu không nổi nó chết. Bức xúc quá, giờ nói với chính quyền giờ cũng giải quyết giùm. Nước thối rồi dơ rồi cái làm ảnh hưởng tôi cũng chết cũng cỡ chậu gốc thanh long á, rồi tôi mới trồng lại. Thì bắt đầu công nhân ăn xả rác dục tùm lum luôn y chang như xả rác đó. Rồi bắt đầu nước nó chảy từ ở nước cầu tiêu nước thoát ra có đánh đường rãnh chảy xuống hào của bà Ngọc. Làm tôi cũng dơ hôi mà mỗi lần tôi ra thanh long tôi làm đó là tôi thúi tôi chịu không nổi. Tại vì nước cầu tiêu nó làm cầu tiêu mà nó không có ém kỹ cái nước xì ra. Mà tôi cũng chịu lần này 2-3 năm nay rồi. Cách đó vài chục mét là giếng nước xử lý lắng lọc của hơn 130 hộ dân trong ấp Phú Xuân 2. Nên người dân còn lo ngại nước thải từ kho tràn ra gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Cái cỏ chỉ này nó còn chết cháy cái kiểu này nè, thì bây giờ làm gì cái đó mà rút vô nước rồi dân ở đây xài rồi, nếu mà không khéo là dân đây ông tư hết. Yêu cầu là cho cơ quan chức năng là nhúng tay vô thẩm quyền là coi giải quyết xử lý ba cái bên nước thải của bên cái kho thanh long Rạng Đông. Cách hai cây nước mà nằm sát bên về mà cho đào cái bioga nằm ngay cái đoạn giữa cái kiểu đó là dân ở đây bức xúc lắm. Nắm được vụ việc, cán bộ phụ trách về môi trường của huyện phối hợp ủy ban nhân dân xã xuống thực địa để tìm hướng giải quyết. Đoàn công tác cũng có lập biên bản và cho là kho này khắc phục. Thứ nhất là về cái hiện trạng cái nhà kho này là cái hệ thống mà nước chảy tràn nước mưa là chưa có hệ thống xử lý. Cái thứ hai là hệ thống mà rắn lọc mà qua cái nước mà rửa thanh long thì kho này cũng chưa có đảm bảo. Cho nên là đoàn có yêu cầu là ông này ngưng sản xuất đó, rồi cho khắc phục là về cái nước chảy tràn nước mưa, nước bề mặt nước mưa là trong vòng 20 ngày và khắc phục luôn cái hệ thống xử lý cái nước thải chảy ra. Thì đó là ông này đã có thừa nhận hành vi. Xã có xuống là kêu nó không được bơm nước thải ra lộ nữa thì ký cam kết qua cho mình cũng ký, tại vì xã ngoài lộ nó thối quá. Không là công an vừa quay lưng về thì nó vẫn bơm ra hết. Nó vẫn bơm ra tràn trước cửa vậy đó. Là tôi phải đổ cát đá ngoài sáng trước đó cho nó là đỡ dơ đó ngoài trước, lúc nào nó cũng bẩm sình dơ dái vậy đó. Từ hồi mở kho tới giờ á tôi á nó xả quan mương tôi thì nói chung nói á thì tôi cũng không nói, tôi cũng bỏ qua, nhưng mà giờ nó xả bên hông nhà. Bên hông nhà trước giờ nó xây luôn cái ao ngoài trước cửa. Thối rồi nó thả thải trước cửa nhà tôi. Dẫu biết phát triển kinh tế là quan trọng nhưng không vì thế mà đánh đổi môi trường. Ngày nào tình trạng này chưa được khắc phục thì ngày ấy những hộ dân nơi đây vẫn phải sống chung với nỗi lo về ô nhiễm.